I have no choice but to fight. Don't make me laugh. Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với channel của Lauto Z và mình là Hoàng Vâu. Như anh em đã biết thì trên thế giới, cái nền văn hóa manga hay anime của Nhật Bản là một thứ gì đó có sức hút cực kỳ lớn. Và không chỉ tạo nên một cái nét văn hóa cực kỳ đặc trưng của Nhật Bản, mà cái nét văn hóa này cũng đã lan tỏa trên toàn thế giới với một lượng fan cực kỳ khổng lồ. Và nếu như anh em có một cái dòng máu weebu giống như mình thì đừng bỏ qua video này. Bởi vì sau đây mình xin giới thiệu cho anh em top 4 tựa game có phong cách đồ họa anime mà theo mình là hấp dẫn nhất. Và nếu như anh em đang quan tâm đến những mẫu laptop thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng Lotto AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video để cho anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Và anh em đã sẵn sàng cho video này chưa? Vậy thì còn chờ gì nữa? Bắt đầu video nào. Tựa game đầu tiên mình muốn giới thiệu cho anh em là một cái tên cực kỳ hot trong thời gian vừa qua. Và đã có rất nhiều anh em hỏi chúng mình về cấu hình có thể chơi một tựa game này. Và cái tên cực kỳ nổi tiếng trong thời gian qua đó chính là tựa game Genshin Impact. Không thể phủ nhận về độ hot cũng như sự thành công vang dội trong thời gian vừa qua. Genshin Impact là một chú gà đẻ trứng vàng của nhà phát triển MiYoYo tính từ nửa cuối 2020 đến nay. Chưa đầy một năm phát hành, nhưng Genshin Impact đã mang về cho MiYoYo một lợi nhuận cực kỳ khổng lồ. Ngoài yếu tố thế giới mở, nền đồ họa anime bắt mắt cùng dàn harem ấn tượng. Điều làm nên thành công của Genshin Impact chủ yếu đến từ cơ chế test nhân phẩm rất đặc trưng của dòng game gacha, thứ yếu tố chính đã hút sạch hầu bao của nhiều anh em game thủ trên toàn thế giới. Tại thị trường Việt Nam, dù tựa game đã vướng phải khá nhiều khó khăn vì vấn đề phát hành lậu, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Genshin Impact đã được đưa vào thẩm định để được cấp phép phát hành chính thức trong nước. Về đồ họa cũng như lối chơi thì có lẽ đại đa số anh em ở đây đều đã ít nhất một lần chơi qua cái tựa game này rồi, cho nên cảm quan cá nhân của mình về tựa game này cũng sẽ phần nào giống như anh em thôi. Về cấu hình, trước đây chúng mình đã làm một video thử nghiệm chiếc laptop có cấu hình thấp nhất để chơi tựa game này với chiếc 5577 ở setting normal. Còn ở mức setting cao nhất, anh em nên sở hữu cho mình những chiếc laptop với Core i5 chipset thế hệ thứ 9 hoặc Ryzen 5 tương đương, cùng card GTX 1650 và RAM 8GB trở lên. Việc chơi tựa game này ở ngoài trời cũng là một trải nghiệm hết sức thú vị. Và nếu như anh em đang băn khoăn chưa biết lựa chọn chiếc máy nào có thân hình mỏng nhẹ và nhỏ gọn thì đừng lo, với chiếc HP Pavilion 15 Gaming cực kỳ gọn nhẹ chỉ 2,1kg, anh em sẽ không cần phải lo về tính di động khi mang ra ngoài sử dụng. Cùng chip Core i5 thế hệ thứ 9, card GTX 1650, anh em hoàn toàn có thể chơi mượt tựa game Genshin Impact ở mức setting cao nhất. Có thể sẽ bị tụt khung hình ở một vài bối cảnh có nhiều chi tiết do tựa game vẫn chưa hoàn toàn tối ưu cho Windows. Tuy nhiên, khung hình cho ra vẫn luôn trên 30fps. HP Pavilion 15 Gaming, quên đi nỗi lo về cân nặng. Trước khi đến với tựa game tiếp theo, đề nghị những anh em chưa đủ 18 tuổi hãy tắt ngay video này. Số còn lại, hãy đặt hai tay ngay ngắn lên trên bàn và không có hành động gì khả nghi, bởi vì tựa game thứ hai sẽ được dán nhãn. Được phát triển bởi Team Ninja và phát hành bởi Koei Tecmo vào đầu năm 2019, Death or Alive 6 là phiên bản thứ 6 trong series franchise cùng tên, nổi tiếng với danh hiệu thân thương là Game of Fanservice. Không phải ngẫu nhiên mà dòng game này đã được nhắc đến với cái tên như vậy. Bản chất, Death or Alive là một series game thuần đối kháng có tuổi đời sánh ngang với các tên tuổi kỳ cựu như là Street Fighter hay là Tekken. Yếu tố làm cho tựa game này tồn tại hơn 20 năm nay chính là ở cách thiết kế nhân vật nữ luôn khoe trọn đường cong cơ thể trong khi chiến đấu, cùng với những trang phục không thể là thiếu vải hơn. Dù ở phiên bản thứ 6 này, Team Ninja đã quyết tâm khẳng định sẽ đưa tựa game này về đúng bản chất của đối kháng, nhưng lời nói thì cũng chỉ là gió thoảng đầu môi. Bởi cho đến khi bản thân mình trải nghiệm tựa game này thì cảm thấy chất đối kháng thì ít, mà khoe ra thì chiêu đãi người chơi là nhiều. Các bác Team Ninja cũng rất tài tình trong khâu thiết kế trang phục của các nhân vật nữ. Nói nó kín thì nó cũng chẳng kín, mà hở thì cũng chẳng hở. Cùng từng chuyển động chiến đấu của nhân vật với độ lắc lư ở chỗ cần lắc lư, lấp ló chỗ cần lấp ló, tạo cho người chơi một cảm giác ứ rất khó tả. Bên cạnh đó, hãng cũng tung ra cả tá trang phục được phát hành theo chủ đề mà nếu như anh em muốn sở hữu, sẽ phải chi ra một số tiền tương đối là lớn. Ngoài ra, các bác của Koei Tecmo cũng rất yêu ái cho những nhân vật nữ trong Death or Alive, nên đã phát triển thêm nhiều series spin-off riêng xoay quanh họ. Điển hình là phiên bản Death or Alive Extreme Venus Vacation, lấy đề tài thể thao, bóng chuyền bãi biển với nhiều cơ chế chăm sóc đặc biệt cho các nhân vật. Điều này nhiều khi khiến bản thân mình tự hỏi rằng liệu Death or Alive là thể loại game đối kháng
hay là game nuôi vợ nhỉ? Thôi, giới thiệu vậy là đủ, chứ ngày đọc cũng sắp chảy máu mũi đến nơi rồi. Với cảm quan cá nhân của mình, với những tựa game đối kháng, anh em nên sở hữu cho mình một chiếc tay cầm để có thể thi triển những pha combo và đòn đánh hiệu quả nhất. Về đồ họa thì theo cá nhân mình chỉ dừng lại ở mức chấp nhận được so với mặt bằng chung của những tựa game hiện tại. Về mặt gameplay thì có thể nói không có những màn combo đỉnh cao như trong Street Fighter, nhưng cơ chế đối kháng cũng không phải là quá tệ khi các nhân vật đều mang những đòn đánh khá đẹp mắt. Và quan trọng hơn hết, điểm nhấn chính của tựa game là cái gì thì anh em đều biết rồi. Về cấu hình thì với những tựa game đối kháng, những pha combo thiếu chính xác do tụt khung hình ở những chiếc máy yếu là một trải nghiệm thật sự là rất tệ. Và với những tựa game này thì để có thể chơi mượt mà nhất, anh em nên sở hữu cho mình những chiếc máy sở hữu Core i5 chip hard thế hệ thứ 9 cùng các 1650 trở lên. Ở cấu hình này, anh em có thể trải nghiệm Dead or Alive với khung hình cho ra ổn định ở 60fps. Và với một tựa game MLM như thế này thì để có những âm thanh ứ và hình ảnh ngon mắt nhất thì phải cần những màn hình đẹp và giả loa thật là hay. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không lựa chọn ngay HP Pavilion 15 Gaming cùng một phổ màu tốt trong tầm giá, anh em sẽ được trải nghiệm những cô nàng trong DOA cực kỳ mắt mắt. Đồng thời giải loa piano tích hợp trên chiếc máy này cũng làm tôn lên cái chất giọng Nhật Bản đặc trưng của các nhân vật nữ. Tất cả đã tạo nên một trải nghiệm rất đã tài và đã mắt với chiếc máy này cùng tựa game Dead or Alive 6. HP Pavilion 15 Gaming sướng tài đã mắt. Bỏ qua một tựa game có nhiều gái xinh và bốc lửa để đến với một tựa game có nhiều gái xinh và bốc lửa khác nhưng là lửa địa ngục. Và cái tên tiếp theo đó chính là tựa game Helltaker. Helltaker là một tựa game indie phiêu lưu giải đố được thiết kế bởi nhà phát triển người Ba Lan có nickname là Van Ripper vào năm 2020. Trong game, anh em sẽ theo chân nhân vật cùng tên xuống dưới địa ngục để tán tỉnh các nữ quỷ với tham vọng là hoàn thiện ước mơ sở hữu dàn harem cực đỉnh trong hậu cung của mình. Hình ảnh trong game được thiết kế 2D nhẹ nhàng, không quá sôi thịt như trong Dead or Alive ở trên. Tuy nhiên thì làm gì có cái địa ngục nào mà có nữ quỷ chỉ số 3 vòng ngon như thế này chưa? Hơn hết, điểm nhấn chính của Helltaker lại nằm ở những câu hỏi đầy tính đong đưa và mời gọi đến từ những nữ quỷ. Chẳng hạn như những cái câu hỏi kiểu như thế này thì không đau đầu làm sao cho được. Nếu như không đủ khôn ngoan và tỉnh táo, anh em sẽ rất dễ bị dụ khị để đưa ra những câu trả lời sai, dẫn đến cái chết thê thảm. Cái chết vì gái là một cái chết đầy đau thương và nước mắt, bởi vì ngay sau đó anh em sẽ phải chơi lại game ngay từ đầu. Thật là đau đớn phải không nào? Tựa game hiện tại đã được phát hành miễn phí và được đánh giá rất tích cực từ giới game thủ trên hệ thống phân phối Steam. Với cảm quan cá nhân của mình, lối chơi của tựa game này cực kỳ đơn giản cùng độ khó tăng dần qua từng màn chơi. Cách thiết kế màn chơi cũng khá giống những tựa game flash thời Windows XP của những năm 2000. Hơn hết, tựa game này sẽ rất phù hợp cho những anh em có quỹ thời gian ít ỏi, cần giải trí nhanh và nhẹ nhàng. Nhưng quan trọng hơn hết, Helltaker vẫn đáp ứng đủ tiêu chí cho những fan weebu chính hiệu. Vì sử dụng một nền đồ họa rất nhẹ nhàng, cho nên cấu hình của tựa game này cũng yêu cầu nhẹ nhàng không kém. Vỡ như anh em làm văn phòng hoàn toàn có thể trải nghiệm tựa game này trên những chiếc Ultrabook của mình. Link mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video để cho anh em tải về. Tựa game cuối cùng mình muốn giới thiệu cho anh em sẽ là một thiếu sót nếu như chúng ta không nhắc đến trong video này. Cái tên tuổi mà đã làm nên thương hiệu cho Square Enix đã nên làm ra trong những năm 1987 và đó chính là series Final Fantasy. Let us defy destiny together. Cloud, there's still so much to be done. Hẳn là mỗi khi chúng ta nghe đến cái tên Final Fantasy, điều đầu tiên nghĩ đến chính là những thước phim âm nhạc hoạt hình 3D nổi tiếng của những năm 2000. Và ở trong một cái thế giới mà có hàng vạn đầu game như hiện nay, nhưng có rất ít dòng game nào đạt đến đẳng cấp dân chơi nghe phát biết ngay game gì như Final Fantasy. Thực chất, Final Fantasy là một dòng game với cơ chế chiến đấu theo lượt do Square Enix phát triển. Series này đã được mệnh danh là một trong những series bán chạy nhất mọi thời đại. Bằng chứng là việc Square Enix đã bán được hơn 154 triệu bản trên toàn thế giới, thành công cả về mặt phê bình lẫn thương mại. Không chỉ dừng lại ở đó, Square Enix đã mở rộng series Final Fantasy sang nhiều loại phương tiện truyền thông khác nhau. Nhiều anime và phim CGI đã được sản xuất dựa trên từng game Final Fantasy riêng lẻ hoặc là toàn bộ series. Với hơn 30 năm lịch sử và gần 100 trò chơi cùng tên, có thể nói Final Fantasy là một tựa game quốc dân dành cho tất cả mọi người. Không phải ngẫu nhiên Final Fantasy trở thành một trong những nhượng quyền thương mại trò chơi điện tử lớn nhất thế giới. Bởi ngoài những câu chuyện đầy bi thương và nước mắt, Final Fantasy còn sở hữu những cô vợ quốc dân như Tifa, Aerith, Yuna, Terra mà mình xin cá chắc sẽ có anh em trong này đã từng chọn một số họ làm hình mẫu lý tưởng giống như mình hồi bé. Và vì có quá nhiều phiên bản game rất hay nên mình sẽ giới thiệu phiên bản mới nhất của series này, đó chính là phiên bản Final Fantasy 15. Với cảm quan cá nhân của mình, là một người không hẳn là fan của Final Fantasy, nhưng phải nói đồ họa trong game ở phiên bản này thực sự là cực kỳ đẹp, đúng như cái tên Fantasy của nó.
Không giống như những phiên bản tiền nhiệm, lối chơi của phiên bản có mã 15 này sở hữu cơ chế tuần hành động chặt chém, mang lại một cơ chế chủ động và đã tay đã mắt hơn so với chiến thuật theo lượt truyền thống trước đó. Ngoài ra, bản đồ trong game cũng cực kỳ là rộng lớn, nhưng đó lại chính là vấn đề khi không hiểu sao Square Enix lại có cơ chế load game cả map, khiến cho quá trình vào game của anh em sẽ lâu hơn cả đợi người yêu trang điểm. Và tỷ lệ thuận với nền đồ họa đẹp mắt cùng bản đồ khủng thì dung lượng game cũng rất khủng khi anh em phải có ít nhất là 100GB dung lượng trống. Điều này đôi khi sẽ khiến nhiều anh em phải rất cân nhắc xóa những tựa game yêu thích trước khi lựa chọn tựa game này. Và nếu như anh em đang băn khoăn về vấn đề dung lượng thì đừng lo, đó không phải là vấn đề của chiếc HP Pavilion 15 Gaming. Với SSD 256 cùng khe hỗ trợ nâng cấp HDD 2.5 cùng với mức giá chỉ hơn 16 triệu đồng, anh em sẽ tiết kiệm được một khoản tiền để nâng cấp bộ nhớ so với những chiếc máy cùng cấu hình. HP Pavilion 15 Gaming không còn nỗi lo về bộ nhớ. Và trên đây là những tựa game theo mình là có đồ họa anime và có lối chơi cực kỳ đặc sắc. Và anh em đã chơi tựa game này chưa? Hãy cho chúng mình biết ở phía dưới phần comment và đừng quên like, subscribe cũng như là chia sẻ cho channel của Laptop AZ nhé. Và nếu như anh em đang quan tâm đến chiếc HP Pavilion 15 Gaming này thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop AZ cùng với mã giảm giá AZ300 trừ trực tiếp 300.000 vào đơn sản phẩm. Link chi tiết mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video để cho anh tham khảo. Xin cảm ơn. Và thì bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye. We'll be right back.